Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem chuyên mục Đài Loan góc nhìn Việt, Huyền Án Nhân Khan Thái Hoan. Mình là Liên Hương và khách mời hôm nay là một bạn đến từ Hàn Quốc rất là giỏi tiếng Việt, Hana. Ống kính hôm nay thì xin được dịch chuyển từ Đài Loan sang một quốc gia Đông Bắc Á, rất là gần với cả Đài Loan và cũng gần gũi với Việt Nam, đó là Hàn Quốc. Xin chào Hana. Xin kính chào khán giả BTS ở Việt Nam. Hana có thể cho các bạn khán giả của đài truyền hình BTS được biết là tại sao Hana lại nói tiếng Việt giỏi như người Việt, và Hana, cái cơ duyên nào mà em đến với tiếng Việt và em học tiếng Việt được bao lâu rồi? Hana học tiếng Việt từ cách đây 31 năm, và khi Hana chuẩn bị thi vào đại học thì là hai quốc gia Hàn Quốc và Việt Nam đang chuẩn bị xây dựng quan hệ ngoại giao và quan hệ quốc tế cũng có những sự biến động sau khi Liên Xô sụp đổ và cái ảnh hưởng của chiến tranh lạnh gần như là chấm dứt, thì Hàn Quốc bắt đầu có những chính sách xây dựng với các nước xã hội chủ nghĩa, và bố Hana cũng khuyên Hana học tiếng Việt để chuẩn bị cho tương lai. Và vì như thế là em là nghe lời khuyên của bố và đến với con đường này, đúng không? Vâng ạ. Thế đến cho đến ngày hôm nay thì Hana có cảm thấy cái sự lựa chọn này của mình là chính xác không? Thì thực ra là 31 năm vừa qua là một chặng đường có nhiều sự biến động và thăng trầm. Cũng có những cái hay vui, nhưng cũng có thể gọi là những khó khăn và mình mất mắt cũng có. Nhưng mà thực ra Hana nhìn rất là trẻ so với tuổi nhá. Nếu mà em không nói thì chị không biết là em đã qua cái thời kỳ thanh niên là 31 năm đâu. Và thế Hana có quan tâm gì đến, chú ý đến cái tình hình người Việt ở Hàn Quốc không? Bởi vì là theo như mà các quý vị đã biết ý, thì di cư đang là một xu hướng toàn cầu. Và tính đến hiện nay thì có 5,3 triệu người Việt di cư đến các nơi trên thế giới. Và trong số đó thì có hơn 372.000 người đến Đài Loan và sinh sống, học tập và định cư. Thì trong đó cái số lượng người di dân mới là 115.000 người. Và con số này ở quốc gia láng giềng thì là Hàn Quốc gấp đôi, là với con số là 235.000 người. Cái con số này không hề là một con số nhỏ. Và Hana có quan tâm đến cái cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc hay không? Thì có thể nói là 30 năm con đường Hana học tiếng Việt ý, thì cũng là cái đồng hành với sự phát triển cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Tất nhiên là thế hệ người Việt Nam tại Hàn Quốc thì chia thành hai thời kỳ lớn, là trước khi xây dựng quan hệ ngoại giao mới, tức là trước 1992 thì có những người Việt Nam sau chiến tranh định cư ở Hàn Quốc thì cũng có, nhưng mà đến một giai đoạn mới thì thực sự là một cái sự biến đổi lớn xảy ra trong cái cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Hana vừa mới nhắc đến một thời điểm, đó là năm 1992. Cái dấu mốc này nó có cái quan hệ đặc biệt gì giữa Hàn Quốc với Việt Nam? Đơn giản, tại vì ngày 22 tháng 12 năm 1992, hai nước chính thức xây dựng quan hệ ngoại giao. Và vì vậy là bắt đầu từ thời điểm đó thì người Việt bắt đầu sang Hàn Quốc và bắt đầu học tập, đúng không? Đến đây thì học có tập. Thể nói như vậy. Trước đây thì cũng có một số người ở Việt Nam cũng có thể qua lại, nhưng mà không nhiều. Sau năm 75 thì cũng có một số người định cư tại Hàn Quốc, thì họ là một cái thuộc diện khác. Thì họ cũng đã có nhiều tuổi. Nhưng số lượng người đó không nhiều, đúng không? Không nhiều là một, hay nữa là bây giờ họ cũng có nhiều tuổi hoặc là mất dần đi rồi. Tức là cái số lượng đó thì không nhiều so với lượng kết hôn theo cái dạng di cư sang Hàn Quốc sau này. Đây là một thế hệ hoàn toàn khác. Đúng và rồi. Một giai đoạn khác. Đúng rồi. Cuộc hôn nhân giữa người Việt Nam với người Hàn Quốc cũng phải nói từ sau năm 1993.
thì mới bắt đầu bùng nổ. Đúng rồi, tại vì khi mà năm 1986 ấy, thì là Việt Nam có chính sách cải cách mở cửa, và sau khi chính sách cải cách mở cửa được thực hiện thì các nước Đông Bắc Á, đặc biệt là Hàn Quốc, số lượng người Hàn Quốc sang Việt Nam để đầu tư. Và chính vì họ khi mà họ đi sang Việt Nam đầu tư đó thì họ quen với các cô gái Việt Nam, và bắt đầu từ đó thì hình thành lên cái lượng người di cư sang Hàn Quốc theo cái con đường hôn nhân. Thế thì Hanna có thể cho khán giả của đài truyền hình BTS được biết là những cái người sang Hàn Quốc theo diện di cư theo con đường hôn nhân này thì chính phủ có cái những cái chính sách gì đặc biệt ưu tiên cho họ hoặc là chăm sóc họ hay không? Thực ra là cái cuộc hôn nhân đó thì là không phải cái chuyện mà chính phủ có thể can thiệp được. Cái buổi đầu tiên thì là nó tự nhiên nó xảy ra. Nhưng mà sự đi qua lại giữa Hàn Quốc và Việt Nam ngày càng mở rộng thêm, và theo cái xu hướng đó thì là người Hàn Quốc lấy vợ là người Việt Nam, chủ yếu là thế, thì ngày càng lớn hơn. Và Hàn Quốc còn có một cái chính sách mới để đón nhận những người thành viên mới cho xã hội Hàn Quốc ạ. Tức là chăm sóc những cái người mà di cư sang về ngôn ngữ, về văn hóa, phong tục tập quán, đúng không? Vâng, nhưng mà cũng còn phải lưu ý một điều là người Hàn Quốc lấy vào người Việt, người nước ngoài thì không chỉ có Việt Nam mà là cũng có nhiều quốc gia khác. Việt Nam không phải là cái một quốc gia duy nhất mà là Hàn Quốc có những chính sách ưu đãi đặc biệt. Tức là chính phủ thì chăm sóc chung cho tất cả các đối tượng là cô dâu ngoại tịch, đúng không? Di cư đến Hàn Quốc. Thế thì cái đặc trưng về nghề nghiệp của các cô dâu Việt Nam, của những người Việt lấy chồng Hàn Quốc thì Hanna có quan sát và theo dõi không? Và nghe nói là ở Hàn Quốc thì hình như là còn có một số bạn còn đi theo con đường là làm trong ngành cảnh sát, hoặc là đặc biệt hơn nữa là gần đây có một bạn là làm phi công, đúng không? Hanna có theo dõi những cái tin này không? Vâng ạ, có. Hanna cũng luôn theo dõi những ngành nghề mới mà là các bạn Việt Nam làm tại Hàn Quốc. Thì chúng ta còn lưu ý là cũng có những người bạn Việt Nam sau khi sang Hàn Quốc vẫn duy trì quốc tịch Việt Nam, nhưng mà cũng không ít bạn Việt Nam lại có thêm một quốc tịch mới hoặc là bổ quốc tịch Việt Nam mà nhận quốc tịch Hàn Quốc. Thường là các bạn Việt Nam có nhận quốc tịch Hàn Quốc thì sẽ có nhiều cơ hội đi làm công chức hoặc là làm nghề đặc thù mà nhiều bạn người Việt Nam mơ ước đến. Nếu mà nói về riêng nữ thì là các bạn nữ Việt Nam sang Hàn Quốc thì mới đầu thì là họ làm trong ngành may mặc hoặc là dệt may là chính. Những năm 90 là thường là họ làm việc cho các xưởng sản xuất, xong rồi là họ lại mang tên là tu nghiệp sinh, làm việc tại Hàn Quốc một thời gian, học nghề, xong rồi về Việt Nam có thể làm tiếp. Tuy nhiên sang thế kỷ 21 thì là cái tình hình này cũng có thay đổi. Ai mà sang Hàn Quốc theo cái diện là cô dâu Việt Nam ấy, thì là họ còn thời gian trang bị tiếng Hàn. Sau khi họ trang bị thêm tiếng Hàn xong thì là họ có thể đi làm cho nhiều ngành nghề khác nhau. Cũng có những người làm việc trong nhà hàng, cũng có những người làm việc cho những dịch vụ khác, hoặc là những người có học vốn hoặc là công ngoại ngữ thì là họ có thể làm cho những công việc như là làm việc ở văn phòng hoặc là ngân hàng. Nhưng mà họ cũng thường là gắn với Việt Nam hoặc là đối tượng phục vụ là cộng đồng người Việt Nam. Nhưng chục năm gần đây thì là có một số ngành nghề mới lại phát triển. Thí dụ như là Hàn Quốc cũng cho những bộ phận tư nhân ngoài ngân hàng ấy có thể chuyển tiền về nước ngoài, thì là các bạn Việt Nam cũng có thể tham gia các dịch vụ chuyển tiền hoặc là tìm hiểu về thị trường. Xong các bạn Việt Nam cũng mở xưởng sản xuất bánh mì hoặc là bánh phở, bánh tráng, bánh cuốn. Thì sự phát triển của cái mạng xã hội lại tạo một cái cơ hội mới cho
cùng từ người Việt Nam tại Hàn Quốc. Thế còn những các bạn mà làm cho chính phủ chẳng hạn, hoặc là làm những cái công việc ví dụ như là dạy tiếng Việt, thì các bạn ấy có thể sống được nghề của mình bằng nghề của mình không? Hay phải làm rất nhiều job khác nhau? Cái đấy thì là chúng cũng khổ nổi lắm. Cũng tùy theo cái nghề của họ là gì và nội dung hợp đồng là gì. Thí dụ như là đã là công chức nhà nước mà là full time, tức là cái đầy đủ, thì là chắc là họ không phải làm thêm gì nữa. Còn cũng có thể quan tâm đến giáo viên dạy tiếng Việt tại Hàn Quốc làm nghề giáo viên, nhưng mà có thể là giáo viên theo dạy theo giờ, đúng không? Chứ không phải là giáo viên tuyển có biên chế. Đối với những người mà luôn sẵn việc thì là Hàn Quốc thì nhiều việc, cũng thể nổi là rất là nhiều việc nếu mà sẵn việc ấy. Còn những việc nào mà chỉ là một việc mà đầy đủ cuộc sống, không phải lo gì thì là cũng có thể có. Nhưng mà muốn làm như vậy thì là các bạn còn phải có bằng cấp, hoặc là chứng chỉ, hoặc là trang bị ngoại ngữ, hoặc là có những kỹ năng khác, hoặc là có những kinh nghiệm làm việc trong một ngành nghề nào đó thì mới đảm bảo. Hàn Quốc là một cái xã hội rất là chú trọng về bằng cấp. Trên 80% người Hàn Quốc bây giờ thì là có bằng đại học. Đại học trở lên thì, đúng không? Thì thạc sĩ, tiến sĩ thì là vô cùng nhiều. Nên chỉ có bằng cấp ở Việt Nam thì là rất khó để mà công nhận và được ưu đãi tại Hàn Quốc. Thì các bạn nên suy nghĩ trong thời gian 5 năm, 10 năm, các bạn muốn làm gì tại Hàn Quốc, và khi mà định cư ở Hàn Quốc thì cũng phải nghĩ tới cái việc cạnh tranh với người Hàn Quốc với những điều kiện công bằng. Hanna có quen với gia đình đa văn hóa nào không? Và theo quan sát của Hanna thì các bạn ở trong gia đình, các trẻ em thế hệ thứ hai trong gia đình đa văn hóa ấy, họ có dùng tiếng Việt không? Tức là mẹ thì có dùng tiếng Việt để nói chuyện với con không? Điều đó thì cũng tùy thuộc vào cái hoàn cảnh của từng gia đình nó khác nhau. Cũng có những người bạn nhỏ rất thích sử dụng tiếng Việt và rất gần gũi với nhà ngoại. Tuy nhiên cũng có những gia đình mà làm rất ngại sử dụng tiếng Việt và muốn xóa đi cái chất người Việt Nam trong hoàn cảnh của mình. Kể cả mẹ cũng phải nói tiếng Hàn, chứ mẹ nói tiếng Việt là các bạn cũng không thích, cũng có. Nhưng Hàn Quốc bây giờ thì là cũng có những chính sách hoặc là những tập đoàn quan tâm đến việc đào tạo tiếng mẹ để cho các bạn nhỏ vừa lợi thế để thi vào đại học và vừa sẽ là cái cơ hội dễ xin việc làm cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Thế cái cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc ấy, thì ngoài là các bạn du học sinh và các những người sang định cư theo dạng kết hôn, thì còn có một bộ phận lớn là lao động người Việt ở Hàn Quốc. Thì cái vấn đề này thì ở Đài Loan ấy, thì cái nổi cộm lên là cái môi giới ấy, cái tồn tại những cái công ty môi giới, và không hiểu là ở phía Hàn Quốc thì như thế nào, tức là nhập lao động nước ngoài vào Hàn Quốc là đi theo con đường chính phủ hay là vẫn phải thông qua các cái công ty môi giới. Hanna có biết thông tin gì về những cái thông tin liên quan đến cái việc này không? Thì là lao động, cái vấn đề lao động giữa Hàn Quốc và Việt Nam là một trong những đề tài mà là cả hai chính phủ đều rất là quan tâm. Trước đây thì là Hàn Quốc cũng qua nhiều công ty môi giới và trung gian, nhưng mà những chính sách sử dụng lao động nước ngoài Hàn Quốc thì là có những sự thay đổi rất là lớn, và tùy theo từng thời điểm thời điểm và từng diện ấy, theo cái những lao động thuộc diện nào thì là những tiêu chí yêu cầu nó cũng khác nhau. Thí dụ như là những công việc đơn giản hoặc là cái theo vụ thì là người Việt Nam có người nhà là người Hàn Quốc chẳng hạn. Thí dụ như là các bạn cô dâu Việt Nam sang Hàn Quốc lập gia đình xong rồi là
truyền quốc tịch là người Hàn Quốc nhưng bố mẹ đẻ của mình vẫn là người Việt Nam thì là họ sẽ được ưu tiên sang Hàn Quốc mà lao tham gia thị trường lao động hoặc là anh em ruột thịt thì cũng có thể là tức là có cơ hội sự hơn ưu tiên cho với người thân của những cái cư dân mới đúng không? Điều Tại này thì hơi khác với Đài Loan một chút. Hàn Quốc chính phủ cũng hay gọi Việt Nam là đất nước thông gia. Vì con số người Việt Nam lớn trong Hàn Quốc và lập gia đình với người Hàn Quốc nghe rất gần gũi đúng không? Như là người một nhà. Nhưng Hana thì lại các bạn Việt Nam quan tâm đến cái một lĩnh vực mới là những lĩnh vực mà Hana cũng đang làm ý, thì Hana đang giới thiệu văn học Việt Nam cho các trường học hoặc là các diễn đàn hoặc là các sự kiện văn học tại Hàn Quốc để văn học Việt Nam vươn tới thế giới và các bạn Hàn Quốc, không chỉ các bạn Hàn Quốc mà là các bạn nhà văn và nhà nghiên cứu văn học nước ngoài biết đến văn học Việt Nam và được đánh giá về văn hóa nói chung của Việt Nam. Ngoài ra thì là Hana cũng đang quan tâm đến giới thiệu văn nghệ sĩ Việt Nam tại các lễ hội và các chương trình nghệ thuật tại Hàn Quốc và nước ngoài. Hoặc là kể cả tiếng Việt, thị trường tiếng Việt tại Hàn Quốc cũng đã là lớn rồi. Nhưng mà không chỉ thế mà là thị trường tiếng Việt tại cả thế giới thì là cũng rất là lớn vì nhu cầu học tiếng Việt ở nước ngoài ngày càng lớn và cùng với sự phát triển nền kinh tế Việt Nam và số người đầu tư tại Việt Nam mà mang vốn từ nước ngoài về Việt Nam thì ngày càng tăng. Thì không chỉ người Việt Nam có nhu cầu học tiếng nước ngoài mà là người nước ngoài có nhu cầu học tiếng Việt cũng ngày càng tăng lên. Thì mong rằng là không chỉ chính phủ mà những người muốn có một cái một thị trường mới thì quan tâm đến thị trường đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài cũng là một cái một cơ hội rất là lớn. Tôi tin chắc như vậy. Rất là cảm ơn Hana hôm nay đã đến chương trình và chia sẻ những điều mắt thấy tai nghe về những cái liên quan đến người Việt ở Hàn Quốc và là chúc cho tình yêu tiếng Việt của Hana cũng như là tình yêu đối với Việt Nam của Hana là mãi mãi sẽ được duy trì và mãi mãi sẽ nở hoa. Xin cảm ơn Hana và chương trình xin được khép lại ở đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tới.